Xin kính chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn Audio làm một video để giới thiệu về các cái mẫu linh kiện là dùng gia đình. Với ngày clip ngày hôm nay em có review các cái mẫu này thì không phải hàng ngày em review cho tất cả các bác xem, thì thi thoảng thôi. Vì hôm nay em có review cho tất cả các bác xem là bát 16 có thể làm no chung hoặc no bát. Bát 20 nguyên mút xốp, tiếng trống rất sâu và mềm. Và một con dòng bát 25BM model 200N để lấy tiếng ca. Và một dòng bát 30BM. Thì hôm nay em review cho tất cả các bác xem cái cấu hình của nó nhé. Đầu tiên hai cái loại nhỏ em ít review thì em review cho tất cả các bác xem nhé. Con này là xương hở, các bác có thể làm loa chung nhé. Từ nó là từ 100 mà côn 25, từ 100 mà côn 25, màng giấy và gân cao su. Đối với dòng bát này làm loa chung nhé, làm loa chung. Bát 16 này thì có vẻ ai cũng chơi loa nhỏ đó, mình làm loa chung. Có thể ghép vào chung bát 25 công suất lớn hoặc là bát 30. Đấy, chung 16 này thì mình thường ghép vào bát 30 là đẹp này. 25 thì thường ghép chung 12,4 thôi. Bất kể các loại chung, tép, các thứ như em đều có hết, nhưng ít review thôi vì mẫu này nó nhỏ. Và một đôi bát 20 có cấu hình là gân mút xốp, tai thỏ. Mẫu bát 20 này thì nhà em đang nhập hai lô hàng. Có lô này hết thì lại nhập lô khác. Thế nên là đơn giản, các bác chỉ cần lấy một dòng bát 20 thì em sẽ ship cho các bác. Đấy, con này gân mút xốp này, côn 38 các bác nhé, côn 38. Các cái dòng bát 20 này gọi là mình để thay thùng các bác nhé, mình thay thùng thôi. Đấy, thì bây giờ thì các bác bảo là dựng mới một đôi bát 20 hoặc đôi bát 16 thì hiếm lắm. Thế nên là chỉ bán cho những bác nào mà đang bị cháy hoặc là chết thì thay thôi. Cái dòng loa này mình có thể thay vào các cái dòng loa bót này, đấy, ví dụ loa bót công suất nó yếu, nó bị mục gân, nó hỏng rồi thì mình có thể thay vào các cái dòng bát 20 như này. 20 gân mút này, tiếng trống rất là sâu và mềm. Các bác có thể là nhu cầu thay thế thì cứ ủng hộ em bằng các cái đôi bát 20 gân mút xốp. Và một đôi bát 30BM. Một đôi bát 30BM. Từ của nó là từ 170 và côn của nó là côn 63. Chạm nhún màu vàng, made in China, hàng chính hãng công ty, model là 12Z-20. 350W trên trở hàng 8 ohm, deep bass có đôi 4 6 cái lỗ. Củ từ 170 côn 76. Hàng này có thể chơi các cái dòng karaoke gia đình nhá. Với cái dòng này thì các bác có thể lắp vào loa cây hoặc các dòng loa full thì mình lắp cái cặp bát như này. Màng giấy và gân vải cẩm dầu 2 gân. Và một cặp bát là có mã là model 10BM-200N, made in China, BM 250W trên chửa khoáng 8 ohm. Từ 170 và côn 65, xương nhôm đúc, trẻ đôi. Dòng này giải ca rất là sáng các bác nhé, từ 170 côn 65. Hôm nay hình ảnh thời tiết buổi sáng này các bác nhìn này, các cái dòng loa bát nhìn hình ảnh rất là thực tế. Thực tế đúng không ạ? Các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán đúng mẫu thì nhận các bác nhé. Đối với những dòng sản phẩm này em quảng cáo như nào thì em có thể là ship cho các bác như thế. Có ví dụ như em vừa nãy em giới thiệu rồi, đôi bát 20 này em đang có hai dòng, về tùy từng nô thì em cũng bảo luôn để cho các bác biết là nó chỉ là đôi bát 20 bình thường thôi. Mình thay loa thì Tùng Nguyễn cũng trước khi ship hàng thì Tùng Nguyễn cũng báo cho các anh em biết để anh em dễ mua hàng thôi. Còn đâu các cái loại bình dân này thì đến lúc các bác xem video tầm 5-6 tháng trước, em bây giờ em lại về mẫu hàng khác nên thành ra nó lại thành khác. Và hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác. Các bác xem video nhấn like và ủng hộ kênh. Hôm nay em review rất nhanh để đóng gói những cái sản phẩm này để lên đường cho tất cả các bác. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác nhé.